Mới đây, Cục Kinh tế và Phát triển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng vụ thị trường trong nước Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Tập đoàn Central Group Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản vào chuỗi bán lẻ hiện đại khu vực phía Bắc. Đại diện 150 hợp tác xã đã tham dự trực tiếp và kết nối hàng nông sản vào hệ thống siêu thị Bixi trực thuộc Tập đoàn Central Group Việt Nam. Thời gian qua, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ ngành địa phương đã phối hợp với tập đoàn Central Group thường xuyên tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối cung cầu nhằm đưa các đặc sản nông sản an toàn thực phẩm của các địa phương vào hệ thống bán lẻ như chương trình tuần hàng quảng bá mặt hàng su su Nghệ An, cà rốt Hải Dương, cam Cao Phong, cá sông Đà của tỉnh Hòa Bình, Sơn La, tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm mỗi làng một sản phẩm Quảng Ninh, tuần lễ hàng Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan. Theo Bộ Công Thương, sự kiện lần này góp phần tăng thêm nguồn cung hàng nông sản thực phẩm, nhất là thực phẩm an toàn cho các chuỗi bán lẻ hiện đại, qua đó thu hút đông đảo người tiêu dùng đến với chuỗi các cửa hàng này, góp phần ổn định đầu ra cho nông sản Việt Nam. Được biết đến nay đã có khoảng 125 hợp tác xã nông nghiệp đăng ký để tham gia kết nối chuỗi tiêu thụ sản phẩm ở 16 trên 30 tỉnh khu vực phía Bắc.